Honda ô tô Hưng Yên Phố Hiến là nhà phân phối ủy quyền đạt tiêu chuẩn 5S duy nhất của Honda Việt Nam tại Hưng Yên, địa chỉ 288 đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đại lý chuyên bán hàng các sản phẩm do Honda Việt Nam sản xuất và nhập khẩu trực tiếp như xe Honda City, Honda CR-V, Honda HR-V, Honda Civic, Honda Accord. Thực hiện các hoạt động dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo dưỡng, chăm sóc, sửa chữa xe. Đại lý sử dụng 100% phụ tùng Honda chính hãng do Honda Việt Nam cung cấp, phân phối. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã cùng đồng hành ủng hộ chúng tôi trong suốt năm qua. Nhân dịp năm mới, Honda ô tô Hưng Yên Phố Hiến xin gửi tới quý khách hàng, quý đối tác, các quý cơ quan cùng toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Giám đốc điều hành Trần Văn Bốn. Chúc mừng năm mới!